Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ từ trong này ra đến cái khu vực ngoài hội ngoài kia. Xong khả năng mình cũng đi về. Vâng, hội hôm nay ở đây thực sự cũng rất đông quý vị nhá. Giờ gần chiều rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người ở hội đây. Mình sẽ đi bộ từ trong này ra đến khu vực cái chỗ ngoài đường ngoài kia xem thế nào ấy nhá. Hầu hết chúng tôi đang bán vé phục vụ quý khách vào xem mô hình mới lạ nhất tại Việt Nam. Mô hình này mới có ở công viên New York Mỹ, ở công viên Quảng Tây Trung Quốc nay có mặt tại Việt Nam. Công nghệ điện tử, cảm biến tự động hoàn toàn mới lạ và hiện đại nhất nước ta. Kể cả ở công viên nước Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên cũng chưa có. Chúng tôi đã tái tạo thành công mê cung phim tự tác Ai Cập, nói về đất nước Ai Cập nền văn hóa hiện đại nhất thế giới cách đây 3.500 năm. Đặc biệt, các bạn đang yêu đã được xem qua mô hình ngôi nhà hoang, ngôi nhà bí ẩn, ngôi nhà thành cổ, hoàn toàn được những viên đóng giả ma, chưa có hấp dẫn, chưa có cảm giác mạnh và chưa thuyết phục. Thì nay, các bạn trẻ ở lứa tuổi đang yêu, hãy vào xem mô hình mê cung phim tự tác Ai Cập như thế nào, thực hư ra làm sao, thì tin lắm các bạn ơi. Chúng tôi không dùng những viên đóng giả ma đâu, mà đây hoàn toàn là hệ thống tự động, cảm biến tự động, ăn ở bất cứ mọi nơi. Vâng, bây giờ thì vào chiều thì cái thời tiết nó lại hơi âm u một chút rồi. Hình ảnh nó sẽ không được đẹp lắm mọi người nhá. Mình biết là như vậy nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng ghi hình cho mọi người xem tiếp. Mưa rồi. Mà chỉ có 20.000 đồng là một viên. Ôi dao thì được mài sắc qua sắc chiêu không nổi. Vâng, thời tiết thì hiện tại thì đang mưa phùn một chút rồi quý vị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và mọi người chắc là ở gần đây nhiều phần lớn rồi ạ. Giờ thì chiều nhưng mà vẫn còn rất là đông. Và mình sẽ thử ngược lại vào trong này nữa quý vị nhé, để xem thế nào. Mình lại đi từ ngược từ ngoài để trở vào trong kia để xem mọi người ở trong này còn đông lắm không. Một khối chỉ có 100.000 đồng thôi nè. Các người bác tên phải vào mua đây này, mua cho mình và lại mua cho cả đại gia đình nhà mình luôn. Và tất cả 100 chỉ có ba lô laptop là 150, du lịch lớn 120, còn lại 100 một túi thôi. Đặc tuyệt vời, giá là rẻ bất ngờ cho bà con bác. Thay lý toàn bộ mặt hàng cho bà con bác chỉ còn 100 một túi, riêng ba lô laptop 150, du lịch lớn 120. Đẹp tuyệt vời, giá là rẻ bất ngờ cho bà con bác này. Hàng Việt Nam chất lượng cao, 5 năm liền đạt tiêu chuẩn 3 sao, chuyên cung cấp cho siêu thị. Cô giờ thay lý chỉ có 100 một túi thôi. Và mọi người thì vẫn đang đi lại vẫn là rất là nôn nức quý vị nhá. Chắc tí nữa thì gần tối mọi người mới về. Mình nghĩ rằng mọi người ở gần đây chắc là không phải gần đây nên mà mọi người đi muộn. Bây giờ vào chiều, hơn 15 giờ chiều. Vâng, chào chị. Lại xem bao nhiêu tiền à? À, quá đông người mọi người nhé. Ở đây vào đằng kia thì rất là xa nhé. Và đến mà cái chỗ mà có cái tượng đài Hoàng Hoa Thám kia xa lắm. Đi bộ. Khu vực này rất là đông nhất tỉnh Bắc Giang ở khu vực dưới này quý vị ạ. Mình nghĩ là như vậy nhé. Chắc là đông nhất tỉnh Bắc Giang này. Mình sẽ đi di chuyển vào bên trong này nữa. Đến cái chỗ cổng ở trong kia xong rồi mình sẽ dừng lại quý vị nhá. Đây là cầu
Và cái này cái chỗ mà vào đến cái trong kia thì dài lắm. Đánh sấp này, đánh sáng luôn này, xoang nồi đen đánh đa năng luôn này, sàn bếp sàn nhà này, và không được. Cho loại nhá. Đấy, cái này đánh rất là sạch luôn cô ạ. Cái này nó bằng cát phải trà, xoang nồi bếp ga nhà tắm. Đấy, cô vào đây cô xem. Đấy là sạch này. Đừng quay. Thế là thôi rồi. Và ở đây thì có rất là nhiều cái sản phẩm. Và ở đây mình ngắm người đi lại thôi. Ngắm những người đẹp. Rồi. Tiếp tục cái hình đây. Và mình đi mặt bên này để cho mọi người ngắm được những người đi hội. Mình sẽ đi từ khu vực này vào đến trong kia cũng như nhá, để cho mọi người cảnh này đi giữa đường này. Mọi người vẫn đang di chuyển từ bên khu vực trong hội chính ở trong này ra khu vực ở ngoài kia, mọi người đang rất là đông người từ trong này trở ra. Mình từ ngoài kia vào đây đã ghi hình được khoảng hơn 10 phút rồi. Vâng, bây giờ thì là mọi người sẽ tan dần từ cái khu vực ở bên trong lễ hội trong này trở ra rồi mọi người nhá. Đấy, để thấy mọi người quay từ trong trở ra rất là nhiều nhá. Mình hôm nay cũng làm một clip cũng thực sự đến giờ phút này cũng khá là mệt rồi. Từ mình ghi hình từ lúc đầu giờ chiều và đến bây giờ thì mình vẫn cứ làm thì chắc là cũng mệt rồi, thật sự mệt rồi mọi người nhá. Mình sẽ cố gắng ghi thêm một chút những hình ảnh cho mọi người cùng xem. Mọi người có thể xem đây dọc đường và bên trong kia này. Đây ạ.
Vẫn rất là đông mọi người nhé, trong kia vẫn rất là đông. Mình là kiểu giống như là toàn hay ghi hình ở trên vùng cao ấy, thì là người ta hay theo dõi. Ở vùng thấp dưới này thì người ta ít theo dõi những cái video mình đem ra, mình không gần như là không quen biết ai ở khu vực dưới này cũng vậy nhá. Ở dưới này thì gần như là toàn những người lạ, nhưng mà các bạn ở dưới khu vực tỉnh này, dưới này ấy, vùng này thì người là nhiều người đến hội ở khắp mọi nơi cơ. Không như là loanh quanh ở các xã như ở các hội ở vùng cao. Bàn to đấy. Quay người đẹp. Vâng, hội mọi người có thể nhìn thấy từ đây vào đến trong kia rất là đông nhá. Mọi người có thể nhìn thấy này. Mình sẽ đi ngược từ đây vào đến trong kia cho mọi người xem. Đồng thế nhỉ, dọc cái kênh nhỉ. Về người về thì cứ về, còn người người ra thì cứ ra này, người ra thì cứ vào thế. Ở trong này cả. Và mình sẽ tiếp tục vào trong này ghi hình thêm cho quý vị và các bạn cùng xem nữa mọi người nhá. Để xem cái không khí ngày hội hôm nay thì xem đến chiều, đến chiều bây giờ rồi xem cái không khí nó còn đông vui như thế nào. Mình hôm nay mình đến đây lần đầu tiên ở cái chỗ hội ở đây, trừ trước cái này thì hôm nay mình đến đầu tiên, nhưng mình thấy cái không khí ngày hội nó thật sự rất là đông mọi người nhé. Tỉnh tổ chức cái lễ kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế, tạo ra cái không khí mọi người đến hội ở đây thì thấy đông. Mình cũng chỉ đây rất là nhiều các trò chơi. Làm sườn nướng đá 15.000 một chiếc, mình mời bà con cô bác vào xem mua, rất chi là ngon. Mình đã vừa vào đến cái chỗ mà vừa nãy mình
mình ghi hình ở cái chỗ mà có tượng đài hoa thám kia rồi quý vị nhé. Ô tô, xe tăng, xe tải, xe ben đồng giá 39.000, xe cẩu, xe chở xăng dầu, xe điều khiển đồng giá 39.000, vì câu cá, vì bác sĩ, vì nhà bếp đồng giá 39.000, vì rau củ quả, điện minh quả đồng giá 39.000, một chiếc bình, một chiếc cái vào số, một chiếc bô linh, túi hạt rẻ rang bơ. Vâng, lần này mình sẽ lên khỏi cái chỗ mà cái cổng vừa nãy mình ghi hình này quý vị nha, mình sẽ lên khỏi cái chỗ cổng kia. Mài rô. Vâng, âm thanh ở đây rất là ổn nhé. Rất là nhiều các loại âm thanh. Nào vali các loại, hàng Việt Nam chất lượng cao nên bán thành ý giảm giá chỉ còn 100.000 đồng trên một sản phẩm, 100.000 đồng trên một sản phẩm. Chúng tôi cam kết hàng Việt Nam chất lượng cao bán rẻ nhất lập tại hôm nay, không ai có thể bán rẻ hơn như thế này. Hàng mới về đầy đủ kích cỡ, mẫu mã, màu sắc thoải mái cho tình yêu lựa chọn luôn. Nào xin mời anh chị, không thì chúng bắt mời cho một bàn cho. Vâng, ở khu vực bên này thì phần nữa là mình chưa quay này, ở bên này thì có cái thi đấu vật rồi các khu trò chơi này. Đây mọi người vẫn đang trở ra đằng phía ra ngoài kia. Vâng, mọi người rất đông kìa. Tại chứ đảm bảo luôn, bảo sạch luôn. Giờ hôm nay mà không sạch ra thì em không dùng cái nào mà sạch hơn được. Có, bên trong nó có đông cho em luôn. Giọt được, em lấy giải mây bên lo cũng được, chứ không có nước thì phải dùng cái bọc này. Lấy cái giải mây vô tông. Ok rồi, anh làm xô thôi chứ chưa có làm kỹ đâu bên kia. Ok, đây. À đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Đây. Không, cái này nó của Thái Lan. Cái này là giả dày mà. 100.000 một lọ, đầy cái này em có dùng cả. Cái này 40. Cái này là đồ con miệng đây này. Cái này của Thái là bán theo đô ví. Này em bao cho nếu mà nhờ gần đây. Có 3 triệu đồng nước, mạnh nhiều ít. Không bán được gần đây. 100 cái vài trắng, cái vài rửa này. Không bán được gần đây. Nắp chụp hai loại, này ngắn tên rồi. Các bây sao? Cái này cái kia là không để lại, đang không để lại. Vâng, mọi người không hiểu tại sao ở trong này bây giờ đến giờ rất là đông như này. Bây giờ trong này mới đổ từ trong này ra mới nhiều này. Trình văn nghệ trong này vẫn đang diễn ra thì phải quý vị nhá. Quá nhiều người đi hội đây. Vâng, cái khu này rất là rộng lớn nhá, mình đi bộ từ nãy giờ vào đến đây nhưng mà
chưa hết được. Chắc mình cũng không vào trong cái hết được mọi người ạ. Thế nó xa quá. Ra ngoài kia thôi các nhá, mình sẽ quay ngược từ trong này ra ngoài đường ngoài kia. Xong là mình cũng sẽ dừng cái video của mình. Dần ra ngoài kia mọi người nhá. Mình vừa đi mình vừa ghi hình cho mọi người xem. Mình thì cũng không tường thuật nhiều nữa, mọi người có thể nhìn thấy. Nào là heo thỏ, Pikachu, Doraemon, con sâu, cá sấu, trái tim, con bò sữa, tất cả đều đồng giá 39.000. Và còn rất nhiều món đồ chơi thú vị khác. Gì 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 gì.
chiều rồi. Buổi trưa thì cũng đông, buổi chiều giờ lại thấy đông hơn thì phải. Càng chiều lại càng thấy đông. Người về người đi. Bởi vì cái hội này vẫn còn kéo dài mọi người ạ. Và mọi người vẫn còn kéo nhau lên cái chỗ mà tượng đài Hoàng Hoa Thám kia nhé. Mình sẽ đi một đoạn từ ra đến ngoài kia luôn. Mình không quay lại nữa nhá. Vừa nãy thì mình cũng có làm một số clip ở trong này rồi. Giờ mình sẽ đi ra ngoài kia luôn. Đi thẳng luôn rồi. Chặn cao chặn. Tuyệt vời. Mình sẽ đi một đoạn ra đến khu vực ngoài kia luôn nhá mọi người nhá, để cho mọi người cùng biết là cái không khí của lễ hội hôm nay nó đông như thế nào. Chiều rồi, gần tối rồi nhưng mà mọi người lại vẫn cứ ra đây rất đông. Dạ. Các bà lấy đi con bán 15.000 đồng hết giá, không mặc cả. Khung cảnh lễ hội yên thế ngày hôm nay, ngày 16 tháng 3 1884 và 16 tháng 3 2024. Vào đây. Rất là ngày đẹp thi hội. Đẹp thế. Tuyệt vời, giá là rẻ bất ngờ cho bà con các bác. Thanh lý toàn bộ mặt hàng cho bà con các bác chỉ còn 100 một túi. Riêng một lô laptop 150 dư 420. Được, tuyệt vời, giá là rẻ bất ngờ cho bà con các bác. Và mình ra đến gần hết ngoài này rồi. Đặc sản bạch đa lạc dừa thơm ngon, đón ăn của ta đi.
bánh đa Láng Hở, tươi ngon, giòn tan, lót đê. Đặc sản bánh đa Láng Hở, thơm ngon, giòn tan, lót đê. Đặc sản bánh đa Láng Hở, thơm ngon, giòn tan, lót đê. Đặc sản bánh đa Vâng, chào quý vị nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xong rồi mình sẽ kết thúc cái video của mình quý vị nhá. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình từ trong kia và ghi hình ra đến ngoài này đường rồi. Và bây giờ mình sẽ ra đến ngoài đường và đến chỗ xe của mình cũng sẽ kết thúc cái video của mình thôi. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người cái video. Thôi, mình đã đến ngoài này hết rồi. Mình sẽ dừng video chính thức tại đây.